Chào mừng quý vị và các bạn đón xem bản tin thời sự tuần này của Thời báo Tân Di Dân Toàn Cầu. Đài Loan tăng cường phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Trước tình hình Tết Nguyên đán cận kề, Sở Di Dân tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, nhắc nhở Tân Di Dân và lao động di trú tuyệt đối không mua hoặc gửi các chế phẩm được làm từ thịt qua đường bưu điện vào Đài Loan. Quy định liên quan đến bệnh dịch COVID-19 mới nhất năm 2023, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương CECC vừa qua công bố quy định mới liên quan đến bệnh dịch COVID-19, nêu rõ công dân nước ngoài không có thẻ bảo hiểm y tế. Nếu mắc COVID-19, sẽ phải tự chi trả chi phí cách ly và điều trị. Ngoài ra, CECC cũng tăng cường các biện pháp phòng dịch đối với hành khách đến từ Trung Quốc. Lao động di trú từ nay không cần xin giấy chấp thuận của chủ lao động khi mua xe máy. Nhằm nâng cao quyền lợi của lao động di trú tại Đài Loan, vừa qua, chính phủ Đài Loan tuyên bố nới lỏng quy định dành cho lao động di trú khi mua xe máy. Từ ngày hôm nay, lao động di trú không cần phải thông qua sự đồng ý của chủ lao động khi mua xe máy hoặc xe máy điện hạng nhẹ. Đài Loan dừng tiêm vaccine dịch tả lợn truyền thống. Đài Loan tuyên bố dừng tiêm vaccine dịch tả lợn truyền thống, đồng thời phần đầu đến năm 2024 được Tổ chức Thú y Thế giới công nhận là khu vực không có dịch tả lợn. Từ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh của thịt lợn Đài Loan trên thị trường quốc tế.